sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn xong trong tôi, thư này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, buột nghiêng món nợ công vay, chữ trả cho thầy mười năm hao giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vợ chẳng quen. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, nỡ sao người hở. Mình đang nghe một đoạn clip test qua chức năng kết nối điện thoại ngõ ao ít hai đầu AV ra 3.5. Bên em có bán cục đổi nguồn kèm vàng và có bán luôn dây điện thoại kết nối với điện thoại TV máy tính của Nhật nha. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, mà dàn mini này full chức năng, chạy được ổ cứng HDD. Bây giờ mình sẽ nói từng phần nha. Dàn này model là Panasonic SX400. Dàn này full chức năng, gồm có ổ cứng HDD 80GB, có thể lưu được tầm trên dưới 40.000 bài nhạc khác nhau. Chức năng thứ hai là CD, chức năng thứ ba là thẻ nhớ SD, và chức năng thứ tư là ngõ AUX kết nối điện thoại TV máy tính. Dàn full chức năng FM AM thì tần số của FM là 90 nha. Em quay gần lo cho các anh xem, hình thức dàn rất đẹp. Có chức năng ổ cứng nên mình thoải mái lưu những bài hát mình yêu thích vào dàn. Cứ rảnh là mình chỉ cần lay cái ổ cứng thôi, tức là những bài hát yêu thích của mình sẽ nghe thoải mái vô tư, không sợ đĩa CD hư và không sợ là nó mất đi đâu hết, đúng không? Rất tiện. Ngoài ra nghe được nhạc mạng trên điện thoại, TV máy tính luôn. Dàn này chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20-25m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn hay là dây kết nối điện thoại thì liên hệ em nha. Màn hình hiển thị rất to, lên tới 4.8 inch thì phải. Màn hình rất to nha, hiển thị danh sách hay là những chức năng gì trên đây rất là lớn, mình dễ dàng thao tác và thấy nó rất là sang, đúng không? Rất sang và đẹp. Mình vừa nghe qua điện thoại thì bây giờ mình quay qua CD nha. Mình sẽ đổi liên tục các chức năng trên dàn này tới full hết cho kênh tham khảo luôn. Kênh đợi chút xíu nha. Do dàn này á, nó rất là nhiều chức năng nên mình mỗi lần mình đổi một chức năng là phải đợi khoảng 5 giây. Mình nghe bài số 5 nha. Số 3 nè, số 4 nè, số 5 nè. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua tiếng hát đa nguyên. Bạn lòng ơi trao cả môi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa cho thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, người thương tiếc nhiều đâu bao nhiêu, mình chia tay đi nhé để trốn nào với chiều mưa gió lòng, ta dần vui bên mộng. Bao lần đi tới chức năng thứ ba, chức năng ổ cứng. Ổ cứng nha, em lấy CD ra. Đầu tiên là điện thoại, sau đó là chức năng CD, tới là ổ cứng, cuối cùng em sẽ test chức năng thẻ nhớ SD.
ổ cứng thì rất là dễ. Chỉ cần một thao tác thôi. HDD, CD HDD nhắn vào lúc này là chép tất cả bài hát vào ổ cứng. Trên mũi tàu nhìn trời cao vun vút xanh xanh màu xanh nước trời. Bây giờ mình qua SD nha, cho rút ngắn thời gian lại. Mình qua thẻ nhớ. Mỗi lần chuyển như vậy thì mình phải đợi nó tầm 5 giây để cho nó load cái chức năng trên vàng. Vậy là các chức năng trên vàng đều hoạt động ok nha. Em quay mặt sau cho các anh tham khảo. Một bộ vàng em nghĩ full chức năng mà nó đẹp như vậy thì còn gì bằng. Công suất amply á thì nó nằm trên cái lo này luôn, cực kỳ độc đáo nha. Công suất amply là 46W. Công suất lo không thấy ghi trên lo. Đây, ngõ ao ý kết nối điện thoại, tivi, máy tính, có ngõ LAN nhưng mà mấy ngõ này em không biết sử dụng nên mình tạm thời mình sử dụng những chức năng mà em nói đi. Hình thức vàng quá đẹp luôn. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, canh nhận hàng tại nhà. Cái nào mua bộ vàng này vui lòng cọc trước giúp em 300.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Canh nào mua hàng vui lòng cọc giúp em nha. Và cái nào mua vàng này vui lòng kết bạn Zalo hoặc gọi đến số điện thoại 0931008099 để bên em tư vấn gửi hình ảnh chi tiết trước sau và chốt hàng ship hàng cho mình nha.